Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Viking. Thì hôm nay AD sẽ giới thiệu với mọi người một account Nam Mi server huyền tố, account Khả Như. Hồi xưa account này tên là Gia Linh, vợ Tiểu Anh. Account này sở hữu mức trang bị là 815k và lượng xanh là gần 15k nha mọi người. Hơn 15k chứ, 15k năm rồi. Hạt này là 20k huyền, 2k9 kháng độc, khá là cao nha mọi người, 2.8 triệu máu luôn. Giờ chúng ta sẽ cùng soi đồ nha. Chúng ta có một cái chùm lâu quy này, chùm lâu ngọc cố định này, chùm lâu giới cố định này, hai cái chùm lâu giới cố định. Đây, chế chùm lâu kiên, chùm lâu phản, võ hồn toàn mỹ 883 điểm, chân nguyên là thể 7 nè, huyền là huyền 8 nè mọi người, huyền 78, thần đỉnh nè, thần 7, đây là thần 6, bảo giám cấp 40, thú cửa thì chúng ta có chim 3D này, thiên mã vĩnh viễn nè, tử điện vĩnh viễn này, niên thú lôi đình vĩnh viễn, bé thì chúng ta có một con bé củ lê phụ thể, bé cầm thét, bé mana, PK, rất là nhiều bet nha mọi người. Một con bet 6k nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi tủ thời trang, gương đồ và cuối cùng là test dam nha mọi người. Đây này là xuyên thích 6k, giảm xuyên thích 2k1. Tủ đồ thời trang thì khá là nhiều đồ nha. Đấy, đồ nhiều lắm. Có cả đồ đây, rất là nhiều đồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi gương đồ. Hàng này có phù party nữa nha mọi người. Đây, gương đồ còn khá là nhiều ngọc dư luôn. Rất là nhiều huyền công 6 này. Rất là nhiều sửa đồ luôn. Và rất là nhiều phiếu ngọc nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test dam nha mọi người. Đây, để xem 20k huyền thì đam được bao nhiêu nha. Quan trọng là ad này kháng độc rồi mọi người. Kháng độc là một cái kháng rất là phổ biến, kháng được rất là nhiều ad cao. Và cái quan trọng nhất của Nam Mi là chỉ cần đẹp và nhiều thời trang là được. Thấy mấy bạn nữ hay chơi như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng test đam nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêu quân test đam nào. Rồi thì đam dao động của chúng ta sẽ từ 4x cho tới 5x nha mọi người. Đấy, rất là dễ ra trùng. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem clip. Và nếu mọi người, account này hiện tại có giá bán là 45 triệu nha mọi người. Nếu mà bạn nào cần mua thì cứ liên hệ fanpage hoặc là số điện thoại của AD nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Hội Viking. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại cho AD một like và một đăng ký kênh nha. Và bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip gần nhất.